Các bạn thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Bàn Tàn. Và hôm nay Bàn Tàn sẽ đưa tất cả quý vị và các bạn đi tham quan và trải nghiệm một cái buổi lao động sản xuất thuốc nam của dân tộc Dao Đỏ ở xã Nậm Ti, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Các bạn đã biết rồi, người Dao là có một cái truyền thống rất lâu đời, đó là hái thuốc và bốc thuốc nam chữa bệnh rất là hiệu quả và đã được chứng nhận của các cơ quan nhà nước cũng như là uy tín của khách hàng trên khắp mọi miền Tổ quốc rồi. Thì bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng tôi đi trải nghiệm trực tiếp tại khu vực xưởng sản xuất thuốc để xem mà người Dao đã làm ra các loại thuốc như thế nào nhé. Đây, phía đằng trước tôi đây là một cái vườn thuốc nam. Ngày xưa thì chúng ta thấy là các cái nguồn thuốc thì được bà con, được những người làm thuốc họ đi thu hái ở trên rừng già, ở những cái khu vực rừng nguyên sinh. Tuy nhiên là những năm gần đây do nhu cầu sử dụng thuốc rất là nhiều và gần như là thuốc tự nhiên thì nó không còn nhiều, cho nên là bà con ở đây đã lấy về để trồng ở cái khu vườn của gia đình nhé. Đây là một cái khu vườn có khá là nhiều loại thuốc nam, và khi được trồng ở đây thì chăm sóc tốt, nó sẽ phát triển nhanh hơn và cho chúng ta số lượng nhiều hơn để đảm bảo nguồn cung cấp cho khách hàng ở mọi miền Tổ quốc chữa bệnh. Đây là khu vực trong xưởng này, rất là nhiều các loại thuốc đã được cơ sở ở đây thu hái về và đang chuẩn bị trong quá trình chế biến. Ngày xưa thì các bạn có thể biết là thuốc nam được chế biến bằng phương pháp thủ công, đó là người dùng dao để thái, để băm. Tuy nhiên nó sẽ rất là mất thời gian và năng suất nó thấp. Và ngày nay thì cũng công nghiệp hóa một chút, đó là có sử dụng những cái máy thái như này, nó sẽ cho năng suất rất là cao, thái với số lượng lớn, rất là nhanh. Nếu mà chúng ta cứ áp dụng cái phương pháp thủ công dùng tay băm thì nó sẽ không đảm bảo được số lượng để cung cấp cho khách hàng. Do đây là một cái cơ sở sản xuất thuốc nam Chiều Moang ở Nậm Ti, Hoàng Su Phì, Hà Giang rất là uy tín, có rất là nhiều loại thuốc chữa bệnh, đặc biệt như là thuốc chữa bệnh gan, thuốc chữa dạ dày, rồi là cái thuốc tắm cho bà đẻ sau sinh, nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của một người phụ nữ. Cho nên là những cái loại thuốc đó là những một số loại thuốc chính, ngoài ra còn rất nhiều cái loại thuốc khác nữa. Thì quý vị có nhu cầu, chúng ta có thể đến trực tiếp tại cơ sở sản xuất thuốc nam ở xã Nậm Ti, Hoàng Su Phì, Hà Giang, hoặc là liên hệ qua kênh Bàn Tàn nhé. Đây là phần thuốc mà đã được phơi khô để trong kho rồi. Bây giờ là
các cô gái người Dao sẽ cho nó vào trong cái bao này để bảo quản cho tốt. Mày
Các bạn thân mến, cơ sở sản xuất thuốc nam gia truyền của nhà cô chú Chi Moang rất là uy tín, được khách hàng khắp mọi miền Tổ quốc tin dùng và rất hiệu quả. Ở đây có một số loại thuốc như là đặc trị dạ dày, thuốc dùng cho người mới sinh đẻ, thuốc mát gan, thuốc chữa bệnh phụ khoa, thuốc chữa bệnh xương khớp, thuốc chữa bệnh suy thận, thuốc điều trị gút và thuốc bổ thận tráng dương cho nam giới. Ngoài ra còn một số loại thuốc gia truyền khác. Bạn nào có nhu cầu thì chúng ta hãy liên hệ trực tiếp với hiệu thuốc hoặc là với Ban Tàn. Ban Tàn sẽ tư vấn cho các bạn cũng như là đưa các bạn đến tận nơi để chúng ta được tư vấn, được lấy thuốc điều trị cho khỏi căn bệnh của mình.